Trận đấu diễn ra vừa ở sân bóng chuyền Nhã Như và vật liệu nông nghiệp Hải. 1-0 cho Hải. Quyết liệt luôn nha, quyết liệt luôn nha. Điểm một điều cho Nhã Như. Hai trắng hết đường rồi em. Hai trắng hết đường quýnh rồi. Mát mát vậy đi. Ngon em. Vô. Đỡ bóng hậu. Điểm Hải. 2-1. Bỏ bóng tốt, điểm Nhã Như 2 đều. Chung lại nè. Phá bóng không sang lưới, đổi điểm cho Hải. 3-2. Hết lưới rồi. Bóng còn. Bỏ bóng tốt của Lâm Chiêu. Điểm Hải 4-2. Điểm anh tranh chấp lên một người thôi. Chiêu ơi, nói chủ tranh chấp lên một người thôi, đừng hai người hồi dính á. Bóng không sang lưới. Điểm Hải 5-2. Đập bóng tốt, đổi điểm cho Nhã Như. 3-5. Tốt vậy coi. Đập bóng tốt của Linh. Điểm Nhã Như 4-5. Quá hay. Bộ bóng tốt của Lâm Chiêu. 6-4 cho Hải. Phát bóng tốt. Điểm tiếp. 7-4. Gửi điểm cho Nhã Như. 5-7. Vô. Chào lên. Chăm bóng tốt. Điểm Nhã Như 6-7. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Chung lại. Anh vô á, việc anh không có ngoài đâu. Vô. Bóng còn. Quá kiệt. Đập bóng ngoài. Điểm Nhã Như 7 đều.
điểm 7 điều. Của đội nào? Của Hải. Ra ra to em đi. Hết tiền nha. Tập bóng tốt của Tấn Phát. Điểm cho Hải 8-7. Hết tay đi em ơi, hết tay đi, mình còn nghỉ được 3 trận nữa mà, dưỡng sức. Tranh thủ đi, hết tay rồi. Đúng rồi. Hết rồi em. 6 bạn. Mở bóng tốt. Điểm Hải 9-7. Phát bóng tốt. Điểm 17. Bóng đứng à. Bóng đứng ngang ngang. Đó bàn. Hết đơn. Không nghe chưa cơm à. Bóng tốt. Mới ăn bánh mì xong. Điểm 80. Tập trung lấy bàn nè. Tập trung lấy bàn nè. Hải qua đây ngoài này Hải. Tốt con. Ngoài ngoài. Đập bóng vợ trắng ra ngoài. Điểm Hải 11-8. Sao nè? Sớm nè. Phát bóng ngoài. Điểm Nhã Như 9-11. Bóng tốt của Tấn Phát. Điểm 12-9. Tốt luôn. Hay à chủ ơi. Bỏ bóng tốt của Lâm Chiêu. Điểm 13-9. Bóng đi quá xa. Đổi điểm cho Nhã Như 10-13. Các nè lấy chiếu nè. Phá bóng tốt. Điểm Nhã Như 11-13. Bỏ. Lấy lại. Tốt con. Một trắng. Đập bóng tốt. Điểm 14-11. Lưu ý điểm cuối xếp 1. Quyết định nó đi. Đập bóng tốt của chủ. Cơ tú xếp 1. Hải tạm như trước 1-0. 0-0 xếp 2 bắt đầu. Phát bóng không sang lưới. Điểm Hải 1-0. Bỏ bóng tốt của Lâm Chiêu 2-0.
đếm 1 2. Đọc bóng tốt, đổi điểm 3-1. Phát bóng ngoài, đổi điểm cho Nhã Như 2-3. Bỏ bóng tốt, điểm cho Hải 4-2. Chắn bóng chạm lưới, đổi điểm cho Nhã Như 3-4. Điểm cho Hải 5-3. Đập bóng tốt của Quốc Việt, điểm Hải 6-3. Bóng không sang lưới, 7-3. Phát bóng ngoài, đổi điểm Nhã Như 4-7. Tắm luôn cái gì vậy? Phong thấp á, phong thấp á, bị phong thấp á. Đập bóng tốt, 8-4. Không có, mình lấy gì thiết nó bị phong thấp á, nước nó vô kẻ chân á, đổi chân. Nước nó đổ vô, nước nó thấm vô lông chân, bị phong thấp. Chẳng bóng tốt, 9-4. Chắc chắn sao khỏi đánh luôn á. Đập bóng tay chạm lưới, trọng tài xác định Hải thắng, điểm 14. Nó trả đó, đổi điểm 5-10. Nó trả cho đó, trả đó, nó trả cho đó. Bóng còn, bóng vẫn còn, thủ tốt, bỏ bóng tốt, điểm Hải 11-5. Lâm Chiêu bỏ bóng tốt, điểm 12-5. Phát bóng ngoài, đổi điểm Nhã Như 6-12.
bóng còn. Lâm Chiêu đập bóng tốt. Điểm 13-6. Đập bóng tốt của Khang. Đổi điểm Nhã Như. 7-13. Lưu ý điểm cuối set 2. Kết thúc trận đấu, Hải thắng chung cuộc 2-0.